Trưởng lão Thích Thông Lạc. Đường về xứ Phật, tập 9. Tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc. Thời khóa tu tập cho người cư sĩ. Câu hỏi của một Phật tử miền Bắc. Hỏi: Kính bạch Thầy, xin Thầy hướng dẫn và chỉ rõ thời khóa tu tập cho cư sĩ tại gia, nhất là những cư sĩ bận việc buôn bán, chỉ rảnh vào buổi tối. Ngưỡng mong Thầy hết lòng chỉ dẫn cho, con xin thành kính tri ân. Đáp: Vào mỗi tối, Phật tử được rảnh rang nên chọn ngay buổi tối tu tập. Phải tu tập liên tục. Khi đã chọn buổi tối, đừng bỏ qua một buổi tối nào cả, thì sẽ có kết quả giải thoát ngay liền. Đó là làm chủ được sự sống của mình, do tâm biết buông xả các ác pháp. Nhất là tu tập được như vậy, thì Phật tử sẽ sống trong mọi oai nghi, đạo đức, nhân bản, nhân quả cao thượng, không làm khổ mình, khổ người. Nếu không tu thì thôi, mà đã tu thì phải cố gắng tu tập hết sức mình, để trước báo ân đức của Phật, sau báo ân của cha mẹ, của thầy và của tổ tiên ông bà, vân vân. Trước khi tọa thiền tu định niệm hơi thở, con nên đến trước bàn thờ Phật, ngồi xếp bằng ngay ngắn, chắp tay trước ngực, mắt nhìn tượng Phật. Con thầm ước nguyện trong lòng: Hôm nay con nguyện ước, mong rằng thân, miệng, ý của con không làm điều ác, xin Đức Phật chứng minh. Sau khi ước nguyện xong, con quan sát, xem xét từ sáng đến tối, xem coi thân, miệng, ý của con có làm khổ mình, khổ người không. Tức là có làm điều gì không phải, khiến cho mình hay người khác buồn, giận, phiền não, vân vân. Nếu từ sáng đến tối không có một việc gì làm khổ mình, khổ người, thì con biết rất rõ trong thân tâm của mình hơn ai hết. Khi thấy biết rõ như vậy, con thầm nói trong lòng: Đây là một ngày tốt lành, đẹp đẽ, thanh thản, an lạc và vô sự nhất của đời con. Con xin Đức Phật chứng minh cho. Bằng ngược lại, có những việc làm khổ mình, khổ người, con thầm nói trong lòng: Đây là một ngày xấu nhất trong đời con xin sám hối với chư Phật và nguyện ước khắc phục tâm con, ngăn ác, diệt ác pháp, sẽ không làm khổ mình, khổ người nữa. Ngưỡng mong Đức Phật từ bi chứng giám cho con. Khi ước nguyện như vậy xong, con tiếp tục ngồi kiết già hay bán già, lưng thẳng, hai bàn tay đặt vào lòng hai bàn chân, tu tập định niệm hơi thở như Thầy đã dạy trong sách Đường về xứ Phật ở trên. Bắt đầu tu tập, con nên cố gắng ngồi từ 5 phút rồi từ từ tăng dần lên 30 phút. Khi tu tập được 30 phút, con đừng tăng lên nữa. Lúc bấy giờ, con tu đề mục khác. Ví dụ, con tu tập định niệm hơi thở với đề mục thứ nhất xong, con bắt đầu tu tập đề mục thứ hai. Nếu đề mục thứ hai tu tập xong, con nên tu tập đề mục kế, và tu tập như vậy cho đến khi các đề mục trong định niệm hơi thở tu tập xong hết mới chuyển qua pháp khác. Thầy gửi cho con tập sách Cẩm Nang số 2 để con tham khảo thêm về pháp môn tu tập. Thâm và chúc con dồi dào sức khỏe, tu tập tả tâm tốt. Kính thưa